chất lượng quá, chất lượng quá. Quay. Ôi ôi. Ôi. Hả? Fuck. Còn thằng nào thằng đập. Fuck. Ú ba. Hơi bị. Rồi mình bị giữa bài acid luôn. Ok. Quá cấp xin mà vẫn chạy mấy con special á. em sẽ muốn tơ luôn rồi. Xin mình gót bố đi Huy. Quá khổ, đéo xong nổi quá cấp xin luôn. Let's just hike the hell out of here. Reloading. All right, let's move. No stragglers. Serious. Blizzard in bare feet to kill zombies. Wait a second, I gotta heal. Oh yeah. Reloading! Oh! Hunter! Yeah, what's that? Bây giờ cái thiên nó tiêu hết rồi. Ôi, ôi! Reloading! Đó. Oh.
Getting good. Reload. Oh, yeah. Watch out. Wait, 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 wait. Damn it, I'm down. Nè, bắn phá cửa đây nè. Somebody fire the goddamn cannon. Đi. Ammo. Get in here. Nè, phải bắn nổ cái gì đây nè. Bắn cái cửa hầm á. Góc nè, tôi bị bắn nè. Reload. Bắn đi. Tiếp, chưa nổ. Đâu, có lửa. Tao nó đang reload, nó đang reload. Ê, solo kia, solo sắp tay ra. Chém nó. Reload đi, ai reload đi. Chưa nổ nha, bắt tiếp. Stay close. Reload. Ông làm bị gì vậy? Tặng nữa. Sẽ còn lần chứ mấy. Dễ mà. Thì để phải reset 100 kẹt cơ. Úi dồi ôi. Anh nào bắn mọi người ra thấy không? Rất sò mày. Phòng nó mạng tăng đi ra.
con tăng spa bất dậy với rồi. Ừ, hai trái lửa. Có mấy cái rìu đây luôn. Người ta lẹ lắm. Mẹ đậu cứu em. Mẹ mình muốn bị bé là mình bay ra luôn nè. Works for me. Everybody grab a weapon. Beta chạy demo đi. Qua đây bắn rồi. Chả bắn ngon hơn á. Đường đi. Tính trong đi. Đường đâu. Ủa rồi. Phải chạy một vòng ra là đây rồi. Đây hả? Grab an assault rifle. Ôi, ôi. We have guns here. Nice. Đây bà tay rồi. Will you cut that shit out? Oh. You do that again, and I will bury you alive. I'm hanging here. Don't worry, no way I'm gonna leave you hanging. Someone, pull me up. Thank you. Come on, my boy. What up, what up? Did you miss me? Come on, my boy. Come on, let's get you. Oh. Quá chất điện này ơi. Té lắm. Hả? Cái chỗ này nguy hiểm. Bà đang. Bà đây nè. Cao quá lại à. Đi có cái ổ quái nè. có cái ổ quái mà có con quýt này. Cứ quýt chạy điện nha. Đừng có đây. Đừng có đây. Không phải. Can you do that boomer? Something on you. Watch out, that witch is going to eat it. I'm sorry. Am I? You used to always shoot me running around. Here. Look out! Oh, George, oh, George. Bị ta. Ủa bị ta bị gì vậy? Nhảy ra ngoài luôn. Đó bỏ hết đây. Keep your eyes peeled, I hear a charger. Here. How you doing? I'm okay. Come on up. Oh, yeah, man. I'm fine. Thanks, man. Sure. Thanks, man. Ammo here. Get it out of here. Get it off me. Get it off me. Quit being a baby. You felt worse after a night of drinking. You know. But I think I'm gonna die. Gì nè? Ơ? Hello? Christ, this hurts like hell. Son of a bitch. Back there. Oh? Hey, over here! Nước này hơi nóng bạn ơi. Healing. Cover me. I didn't learn to take care of yourself, or you'll keep ending up down here. Lên trên thì mấy anh đi. Stop
hơi bự kìa. Okay.
này kho đạn, này kho đạn. Xem nào. Chỉ từ từ xuống lại, chỉ từ xuống lại. Ờ, xếp hào là dưới ống nước á. Quá hết hồn. Ủa gì, chấm cuối rồi hả? Lẹ hả? Game là gì? Game là gì? Be a số khổ. Everybody ready? Hello. Hey, nice ride. That truck looks zombie-proof to me. Let's take it. Yeah. Hell yeah! Hey, you're up there. That lift's not going anywhere until we power up the generator. Bye bye bye. Bye bye bye. Come come come. The truck's waiting. Run. Con này kẹt ở cái chỗ nước nhiều sâu á. Come on, that's the last truck out of this shithole. Let's go. Xe ba. Có nhà, có nhà. Có đường sao?
first aid. Reloading. Look out! Grenade! Damn! Fire coming! Watch out! Oh yeah? Reloading! Reloading! Jockey! Jockey! Dead all, man. Reloading! Reloading! Hey, I'm reloading. If you don't find this in first aid, you're not gonna survive. Jockey! Reloading! How was that? User disconnected from the channel. I didn't put the armor. Come. Shotgun. Watch out! Weapons over here! Lighten it up! We got a hunter. I'm gone, huh? Con quất con tàn luôn. Watch out, that witch is getting angry. Okay, you're okay. I was right there. Let's get you up on your feet. I owe you one. Hey, I have something for you. I'm just happy. What was that over? You do that again. No, no!
User disconnected from your channel. User in your channel timed out. User disconnected from your channel.